Theo báo Nga, Thổ Nhĩ Kỳ gây chiến khắp Trung Đông, kết thúc bi thảm đang đợi Tổng thống Erdogan. Theo một số chuyên gia, các cuộc xung đột ở Trung Đông có thể sẽ kéo theo Thổ Nhĩ Kỳ vào vòng xoáy bất ổn hơn là giúp họ trở thành siêu cường trong khu vực. Trong bài viết có tựa đề, Erdogan đang chiến đấu trên cả bốn mặt trận, kết thúc bi thảm đang đợi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, tờ Top World dẫn lời các chuyên gia quân sự cho rằng, việc người thổ nhúng tay vào quá nhiều cuộc xung đột trong khu vực có thể kéo họ xuống bùng. Nhận định trên được giới quan sát đưa ra sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Chris Tayyip Erdogan tuyên bố sẽ phát động một chiến dịch quân sự mới ở Bắc Syria nhằm bảo vệ Ankara trước các mối đe dọa từ các phần tử khủng bố, tức là ám chỉ người Kurd. Phát biểu tại lễ khánh thành đập Rehali ở tỉnh Hà Tổng thống Erdogan cho biết các phần tử khủng bố vẫn còn kiểm soát nhiều khu vực ở Syria. Những vùng đất này cần được giải phóng và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng để làm điều này. Theo giới quan sát, rõ ràng Tổng thống Erdogan đã muốn ám chỉ đến các lực lượng vũ trang người Kurd đang hoạt động dọc biên giới thổ Syria. Trong đó, đảng công nhân người Kurd từ lâu đã bị Ankara xem như tổ chức khủng bố. Với diễn biến mới này, giới phân tích lo ngại rằng việc Tổng thống Erdogan quá ham việc khôi phục hào quang của đế chế Ottoman có thể khiến nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ trả giá đắt. Ankara có thể sẽ phải trả giá đắt với chính sách phiêu lưu quân sự như hiện tại. Chính quyền Erdogan sẽ sớm đánh mất sự ủng hộ của công chúng Thổ Nhĩ Kỳ nếu tiếp tục khơi mào các cuộc chiến như hiện tại. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã từng cảnh báo Ankara sẽ phải trả giá đắt nếu can thiệp vào cuộc xung đột ở Nagorno-Karabakh. Phía Armenia còn đưa ra một số bằng chứng cho thấy, có ít nhất 150 sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ đang trực tiếp chỉ huy quân đội Azerbaijan trong các cuộc giao tranh ở Nagorno-Karabakh kể từ khi xung đột bùng phát trở lại vào ngày 27 tháng 9. Chiến sự Armenia-Azerbaijan lửa cháy gần nhà, Nga sẵn sàng ra tay, thiên hạ sẽ bái phục. Nga đã rút ra bài học mà Mỹ từng rất thành công, hỗn loạn có điều khiển, khi xử lý tài tình vụ Belarus khiến thiên hạ bái phục. Nay lửa tiếp tục cháy gần nhà, Moscow sẽ làm gì? Tư tưởng quân sự của Nga Putin hiện nay cũng không hề khác. Chúng ta hẳn còn nhớ cách đây 5 năm, khi tiến hành can thiệp quân sự tại Syria ngày 29 tháng 9 năm 2015, tổng thống Nga Putin đã giải thích: kinh nghiệm nhiều năm trên đường phố chỉ ra rằng nếu một cuộc chiến không tránh khỏi thì tốt nhất là ra tay trước. Vậy, cuộc chiến tại Syria mà Mỹ cùng nhiều quốc gia đang tiến hành với danh nghĩa chống khủng bố, nó có liên quan gì đến tình thế một cuộc chiến không thể tránh khỏi với Nga để khiến ông Putin phải ra tay trước như vậy? Moscow đã trả lời rất rõ ràng. Nếu chính quyền Damascus của Tổng thống Assad thất thủ thì không chỉ 5.000 quân khủng bố của người Caucasus, mà còn cả lực lượng Hồi giáo cực đoan các loại được Mỹ phương Tây vừa đánh vừa xây dựng sẽ tràn sang biên giới phía nam của Nga là Caucasus. Do đó, Nga phải ra tay đánh chặn từ xa. Từ Syria, tốt hơn là đánh ngay sát biên giới, thậm chí phải đánh ngay trên đường phố của mình. Điều này có nghĩa là trước ngày 29 tháng 9 năm 2015, chính quyền Damascus đã mất toàn bộ 70% lãnh thổ vào tay các nhóm Hồi giáo các loại được cho là do Mỹ, phương Tây, Thổ Nhĩ Kỳ nuôi dưỡng. Giờ của Assad đã được đánh số và kênh được thiết lập. Lực lượng Hồi giáo thánh chiến tràn sang vùng Caucasus để đe dọa nước Nga sẽ chính thức kích hoạt. Không thể phủ nhận, đây là một chiến lược tuyệt vời, khả thi nhất của Mỹ và phương Tây khi đó nhằm xé nước Nga thành mảnh nhỏ. Và tất nhiên, đây cũng là ác mộng kinh hoàng của người Nga, bởi họ bị đe dọa nghiêm trọng mà không thể sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả thẳng tay. Năm năm đã trôi qua, báo chí truyền thông đã tốn không ít giấy mực về tình hình Syria mà hôm nay không cần nhắc lại. Chỉ biết rằng, Trước khi xung đột Azerbaijan và Armenia ở Nagorno-Karabakh bùng nổ tại Syria nhân kỷ niệm 5 năm ngày Nga xuất binh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, Sergei Shoigu đã hùng hồn tuyên bố. Chúng ta có ngày hôm nay là gì? Cái chính là IS cuối cùng đã bị đánh bại. Hơn nữa, chúng ta có thể nói chắc chắn rằng toàn bộ lực lượng khủng bố quốc tế ngầm đã bị thiệt hại đáng kể. Hệ thống tổ chức và nguồn lực hỗ trợ tài chính của chúng bị đánh tan một khía cạnh quan trọng khác rằng, chính các hành động hiệu quả của lực lượng vũ trang Nga ở Syria đã đặt một rào cản đáng tin cậy, chặn đứng việc mở rộng hơn nữa hoạt động của các nhóm khủng bố, đặc biệt là sang các vùng lãnh thổ lân cận. Rõ ràng, trong cuộc đối đầu căng thẳng quyết liệt giữa Nga với Mỹ, phương Tây và đồng minh, chúng ta thấy Nga đi những nước cờ bài bản lớp lan. Trong khi đó, Đối thủ của Nga hầu như bị động, rối tung. Những tính toán bị Moscow phá sạch nên sự phản công có khi lấy nước đi sâu cùng dùng cho nước đi trước hoặc đã quá muộn. Mất hết yếu tố sáng tạo, bất ngờ chiến lược như cuộc chiến Azerbaijan và Armenia ở Nagorno-Karabakh bùng nổ trong tuần qua. Tình hình chiến sự Armenia-Azerbaijan ở Nagorno-Karabakh đây thực chất là cuộc chiến giữa hai quốc gia, Azerbaijan và Armenia, mà tấn công trước bắt đầu có lẽ là từ Azerbaijan. Mục tiêu và ý đồ tác chiến Azerbaijan được cho là mở đòn tấn công nhằm mục tiêu chiếm lại lãnh thổ tại Nagorno-Karabakh, đang bị Armenia kiểm soát từ năm 1994. Ý đồ tác chiến của họ là ra đòn tấn công phủ đầu chớp nhoáng để nhanh chóng đạt mục tiêu về so sánh lực lượng. Azerbaijan được Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ và cố vấn trên chiến trường, được quyền tác chiến trên không bằng UAV. Azerbaijan được Israel cung cấp vũ khí, được Russia, Ukraine ủng hộ. Trong khi Armenia chỉ có một mình, chỉ còn biết trông cậy vào liên minh CSTO và nhóm Minsk do Nga, Pháp và Mỹ đồng chủ tịch nguồn cung cấp vũ khí cho Azerbaijan được mở hàng không, nhưng với Armenia thì bị bịt kín, ngoại trừ từ hướng Iran. Kết quả sau một tuần thì hầu như đường ranh giới Nagorno-Karabakh với Azerbaijan không thay đổi bao nhiêu, chứng tỏ đoàn tấn công chớp nhoáng, tức ý đồ tác chiến của Azerbaijan Thổ Nhĩ Kỳ không được như mong muốn. Chúng ta có thể thấy rõ điều này qua so sánh hai bản đồ dưới đây. Đúng thôi, 26 năm nay, Nga, Pháp, Mỹ trong nhóm Minsk không làm được gì. Theo logic của ông Erdogan, Armenia kiểm soát lãnh thổ Nagorno-Karabakh của Azerbaijan, thì Baku phải đòi lại. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng Afrin và Đông Bắc của Syria thì theo logic nào? Phải chăng với Thổ Nhĩ Kỳ thì có logic kiểu khác? Tuy nhiên, vào buổi chiều cùng ngày, sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Lavrov, thì chính quyền ông Erdogan đã tuyên bố ngược lại với ban sáng, rằng họ đồng ý với tuyên bố của ba ông lớn. Có lẽ rất nhiều người sẽ tò mò chuyện này, bởi các hậu duệ của đế chế Ottoman mới buổi sáng thì mặt đỏ như vang, nhưng buổi chiều thì mặt vàng như nghệ. Có lẽ ông Lavrov đã nói rằng, nếu các bạn không nghe tôi thì thật không may, tôi đành phải để người gặp bạn sắp tới là ngài Sugu đáng kính. Nga đang làm gì khi lửa cháy gần nhà? Đến lúc này, Nga đã sáng suốt rút ra một bài học về kinh nghiệm, chỉ đạo mà Mỹ từng thi thố rất thành công. Hỗn loạn có điều khiển. Thay vì gây hỗn loạn để điều khiển như sách lược của Mỹ, thì Nga phải điều khiển được sự hỗn loạn khi nó xảy ra mà không do mình khởi phát. Nga làm được điều đó mới giỏi, thiên hạ mới bái phục. Và thật lý thú, Người Nga đã thành công khi xử lý phụ Belarus một cách tài tình. Tình hình Belarus đã tạm yên nhờ cách mạng màu do những thế lực thù địch khởi xướng mà Belarus đã nhận ra người anh em. Mối quan hệ Nga-Belarus đã và sẽ tốt đẹp hơn xưa rất, rất nhiều. Tại Armenia, sau cuộc cách mạng những năm 2018, chế độ thân Nga bị thay đổi bằng chính quyền mới do Thủ tướng Nikol Pashinyan đứng đầu. Ngay khi vừa nắm quyền, ông Nikoi Basiyan đã cố gắng chuyển hướng sang phương Tây như ở Belarus. Và cho đến lúc này, khi Armenia lâm nguy mà không có bất kỳ sự giúp đỡ nào ngoài Nga. Có người đặt vấn đề rằng, nếu tôi là người Nga, tôi sẽ ngồi nhìn để cho Azerbaijan chiếm lại một phần hoặc toàn bộ Nagorno-Karabakh, tức dùng một hòn đá ném chết hai con chim một món quà cho Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ để ngăn chặn Thổ Nhĩ Kỳ vận chuyển đám khủng bố ôn hòa từ Syria, Libya sang Nam Caucasus và là buộc Nikoi Pashiyan sang Moscow quỳ gối. Nhưng dưới đây là ý kiến của một người Nga, ông Prigozhin, được mệnh danh là người đầu bếp của Putin. Được cho là một ông trùm của công ty dịch vụ quân sự tư nhân Wagner, khi trả lời phỏng vấn ngắn đã nêu quan điểm cá nhân của mình về Nagorno-Karabakh, trong đó có một số điểm cần lưu ý. 1. Nagorno-Karabakh là lãnh thổ của Azerbaijan, Nga không có cơ sở pháp lý để tiến hành hoạt động quân sự. 2. Có nhiều tổ chức phi chính phủ Mỹ ở Armenia hơn các đơn vị quân đội quốc gia. 3. Thủ tướng Bashiyan là người chịu trách nhiệm về tình hình tồi tệ ngày hôm nay. Bởi cho đến năm 2018, Nga đã có thể đảm bảo cho Armenia và Azerbaijan thảo luận về xung đột tại bàn đàm phán. Sau đó, Mỹ đưa Bashiyan lên nắm quyền ở Yerevan và ông ta cảm thấy mình là vua và không thèm nói chuyện với Tổng thống Aliyev. Quan điểm cá nhân của người đầu bếp của Putin ám chỉ điều gì? Quả thật, đây cũng là điều khiến chúng ta cũng rất tò mò tuy nhiên rồi đây mọi thứ sẽ có câu trả lời thỏa đáng